Bây giờ chia ra nhá. Tôm gì? Cái gì cơ? Bây giờ tôi chặt cây nhá. Không chặt cây đi, tôi đi kiếm đá. Ủa, 120 gỗ nhá. Ừ. Đây rồi, Phú vô dụng đã join the game. Có vàng rồi này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi chặt cây luôn, đi chặt luôn. Đi mẹ, nhanh lên, khẩn trương lên. Cái thằng nhân vật đi chậm quá, thì mẹ nhanh đi. Cây vãi liều. Làm được cái đi bét ở đây. Nó sao lại nhỉ? Dựng bây giờ lại có cái này bét nhỉ? Không. Ôi ôi. À, ni tre à? Hai ni tre, mình cứ tưởng tôi vậy. Fuck you. Ok. Rồi xong, thế là hết penalty. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Bình tĩnh thôi, mẹ căng ấy. Đi, mai đá nào. Let's go, let's go, let's fucking go. Đá đâu, trên. Ui, tổ ong một đống kìa. Nhiều lắm ấy. Đi, cầm cứt nhá, hết cứt rồi ông ơi. Đấy, hết cứt rồi. Ông kiếm mấy cái cây thông mà chặt nhá. Cái cây đỏ đỏ ấy. Rồi 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 rồi. À cây phong, cây phong. Rồi 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 rồi. Ôi đi mẹ sao lại đây gặp mu rồi. Rồi rồi. À, đấy gì đó gặp ngỗng rồi. Học hết rồi, học hết bím rồi. Đi mẹ Flin với đi. Rồi đấy, phải ở lúc là cầm Flin. Người ta gọi là phân. Cứt. Đi mẹ cứt con kẹt. Đi nói ơ thì mày là để mẹ đi che ở xin cười rồi đấy để ở đây có cái hang nữa à ơ ở đây có moon rock rồi nhặt thêm moon rock đi về nữa với cả đi che nữa để về con nào thế ông đào thêm nấm vào ơ thì mình cầm cái đá thermal stone làm gì cả ngáo vậy. Đừng mưa nhá, đi mẹ mày. Giờ mưa là mệt lắm nè. Đồ ăn ăn từ chay là nhiều quá. Ông đi ăn đồ chay được, con tôi phải đi kiếm thịt. Tôi nằm đâu tụi quá. Ôi mẹ gãy mẹ rồi. Có sắp ong thì cứ tha thật nhiều người nhá. Sắp ong gì? Ờ ok. Tôi nghĩ là có đâu. Ông lề đào đâu ra đám sáp ong thế hả? Ông nghĩ mẹ sáp ong mẹ dễ kiếm thế à? Hả? Ừ. À vẫn. Thì thế tôi bỏ mỏi thì cứ mang thật nhiều về. Không có nhiều đâu. Ừ và vẫn muốn nhiều thì chỉ có xây gíp. Mẹ. Thế hơi nhanh gọn. Đi đôi thế. Ôi đi mẹ Spider Queen nhá. Chính ra tao ra. Ê, quá mà tôi để cảnh một chim, ăn quá là đồ ăn làm từ hồi máu. À, chỗ đồ ăn của ông để có 40 cái tổ chim đấy. Nhưng mà lại không mở ra. Ừ, tí là mở ra rồi, tí ăn gần tương mùa thì mình mở ra thì nấu. Mã số 2. Bây giờ đến bưng dụng lo đấy. Giờ cái lo bùi farm phía các thứ đã. Xuống hang thì để sau. Ôi mẹ quên mang đồ ăn đi rồi. Ông được bao nhiêu gỗ rồi? Ông được bao nhiêu gỗ rồi? Ngoài luôn luôn. Không, tôi đang hỏi ngoài có bao nhiêu gỗ gì? 10 gỗ. 10 gỗ? Really? Gì? Đã farm đâu, tôi đang thu hoạch cái này. Ê mẹ, ông thu hoạch hết mẹ ngày này, thề. Để tôi tiện thể sang con voi luôn. Một con từ tối qua đến sáng mới farm được gà chứ. Gà nó ra nó hết mẹ dâu trước khi nó vào cái chỗ bên trong trước này tôi thề đấy. Tôi giết hết nó là đéo đâu. Có nhiều thịt không? Được 3 gà là 6 thịt. Ờ ngon đấy, để làm được turkey dinner rồi ấy. Ngon. Đứng ngay đấy nhá, để tôi nấu đồ hồi máu. Đừng ăn đồ tây nhá. Cái dâu tây là sao tôi ăn được? À, dâu dại, tôi ăn được, tôi nói. Ý tôi là đừng nấu dâu tây với món
thịt viên hay kéo gì ấy. Turkey dinner thế. Ôi mẹ đấy nhiều cỏ nhỉ. Hút cỏ rồi, ông ấy tôi được 92 đá rồi. Anh thế thu hoạch bộ cái. Sao ở đây nhiều rơi thế này. Đây rồi, con voi rồi, đây rồi. Ôi mẹ ơi kill. Ông ấy kill à. Chạy đi, chết. Ít mẹ kill mấy cây. Tại sao? Đâu, đâu ở anh à. Vẫn còn một one hit one kill con rơi. Mẹ. Ôi nhờ, còn mỏ đá nó khác không? Đây rồi, còn hai mỏ nữa ở đây. Mẹ mở ra kill nó mới cay. À, tại sao? Chúng ta sắp có một cái làng lợn gọi là Big Town. Nhưng mà rất tiếc là toàn lợn nguyên thủy. Bọn nó ngu cực kỳ. Ngu ý như cái thằng mình đang chơi cùng. À, tôi đánh boss rồi. Mai cái kia up. Con rắn mà. Và vẫn dọc ba giật với vẫn. Đòi làm khó được game anh. Game là dễ mà. Thì mẹ game là dễ, hiểu không? Game là dễ. Nhưng mà mỗi lần phán câu đấy xong là y như rằng chúng ta chạy từ đầu. Đi hịt mẹ. Hết đá rồi. Vậy tôi farm mắc con mẹ đá chỗ này rồi, tôi đi về đây. Cũng được 103 đá. Ổn. Tôi một vài kiểu. Ơ sao đây? Kéo hiểu. Đi. Ờ đi mẹ chạy ra ngoài rồi. Không còn đâu quá. Tôi không hiểu mạo kiểu gì. Lúc thì lag thì không. Ờ con Glommer đâu nhỉ. Ngoài đi không ơi. Bắt nhặt đây này. Có một con chạy ra ngoài kìa đậu xanh. Ờ có một con chạy ra ngoài mà. Tôi nhỡ lỡ tay để nó chạy ra ngoài. Lỡ mà dụ nó vào lại đi. Quá lắm hay cổ quá. Ôi mà đau ở đây là gì mẹ. Đây mà, để nhanh lắm. Lát quá, sợ nó cắn chết thôi. Cái bên ngay mà. Thế ở sao tự dưng không bị lát ạ? Cay vậy. Thôi cứ chạy đi để tôi lấy cho. Đi phạm gỗ đi, đi phạm gỗ đi, đi phạm gỗ đi. Hôm nay là FPT là không yêu ông rồi. Người FPT là ghét ông. Dù hôm nay mạng đỏ lom. Mạng đỏ lom đấy hiểu không? Ok. Ông nó bay ra tận ngoài này đi. Lên cả lều. Này à. Uh-huh. No. Go back home, ôi sao nhiều tích cái này. Ôi. Đó, ông. Bật. Tích không nha. Bạn nát quá. Tôi chả hiểu tại sao bị lát thế. Nát ở trong đi quát luôn, nghe ông tôi nghe ông nói rồi. Nát hết. Hết đi tất cả. Tôi chả hiểu, thế xem mẹ có bật cái gì không mà bị lát. Đấy là hai vạch rồi đây. À, có đây tôi bật game này, các bạn bật game nhé. Ủa, nhiều mật ong quá. Oh my god. Mẹ mưa ấy. Bắt đầu ra honey ham. Yes, mẹ. À. Nó bắn gì đi. Ôi, mưa ấy kìa. Ôi, mưa ấy, mưa ấy, mưa ấy, mưa ấy. Rồi, 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 chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy ra, chỗ đặt bò, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đặt bò, đặt bò, đặt bò, đặt bò, đặt bò, đặt bò, đặt bò. Bình, 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 bình,
Dạ. Bò đâu. Okay, okay. Yes. Nhanh lên. Đang chạy ra đây, khổ quá. Nhanh lên. Dăm ba cái thằng. Dăm ba cái ông cú. Đi vẽ 10x rồi, xuất mày cay. Ngày hôm thêm hết 10x rồi. Vô gì đâu. Mau nào. Nó rơi đầy nhà rồi ông ơi. Cái gì hết đầy nhà luôn. Ủa đi con mẹ. Con đá đi qua tao ơi. Đi chạy đi. Thì mẹ giờ không có cái mũ bò này. Mũ bò đéo có Buffalo hết. Tôi ra sang con voi cái. Ông cứ dụ. Ông cứ dụ. Đấu được món 30 với 20 này kìa. Ông mới nấu con 30 chưa? 30 là món gì? Tôm thịt quái. Với cả đông. À đấy là honey ham. Tôi nấu cái đùi gà nó lại ra turkey dinner rồi. Hai đùi luôn. Ừ hai đùi một thịt. Thì mẹ sẽ ra chỗ con gỗ mà tao giết mày đấy. Ôi để mẹ mày không mang vũ khí đâu rồi. Ờ kìa, nó đâu rồi? Chơi gì không ơi? Đâu rồi. Ở đây bên này. Ở ngay cạnh cổng này. Ở gần nhà đấy. The creature is near. Không sao, dụ nó về nhà được. Ai phá rồi? Cái gì phá nhỉ? Chỗ mấy con điện đây này. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ solo với nó vậy. Mình solo với mày luôn. Cổ máu à? Vào đây nhặt cà rốt. Toàn điện con mà. Vớ vẩn rồi. Vậy. Dễ mà. Quan trọng là đừng có đánh điện to. Đừng có phang cái tổ của nó được. Ê mẹ, mày là đánh cửa của tao. Giờ ít đồ nhện này mà ít cỏ tí tao như điện chúa rồi vậy. Nó nha điện chúa thì vãi lìn. Cái này là sẽ ít quá. 6 cái nhà thỏ. Quá gãy. Không sao, tôi sẽ bui thêm bây giờ đây. Đang giết một con nhện con đây. Có một con thôi, yeah. Ngon rồi. Ông ơi mà nó phá hết cả tường rồi. Phá một cái ba đi. Nhặt đồ. Thỏ thỏ ra. Ôi bây giờ lại tốn gỗ lắm đây. À. Nó có điện nó phá nát cả tường rồi. Đâu cái cửa gỗ đâu nhỉ? Nào mình sẽ phun cho thỏ. Quên đấy. Đáng lẽ ra phải như thế. Mình nhau ra ngoài nhau đúng không? Chứ ông đặt tường trước là kiểu như mà đấu đà mình xây gạch bỏ sau là đấu xây rồi đấy. Đúng rồi. Vẫn bui thêm được. Hai nhà thôi. Có bùi nhiều. Bốn nhà. Nhà chắc đéo đủ đâu. Thôi cứ đến đổ. Có ba thằng xá thì đặt phải rồi. Tuyên ra nhịn chúa là nó cân hết đấy. Nhịn chúa ra nhịn chúa đi hết. Căng nhở. Tôi nghĩ là anh em mình phải làm được thêm khoảng nhiều đâu bạn, tương đối. Tối gì? Rồi hết đuôi thỏ rồi, làm thêm được hạ cái nhà là hết đuôi thỏ rồi. Còn đúng một cái đuôi thỏ. Cái mèo về cái khu ong ấy. Con mèo làm gì? Rồi cái mèo con mèo về làm gì? Bướm, con bím. Dis.
Có ấy đừng, phí. Phí gì? Nó đoánh cả ông, nó đoánh cả ông đấy. Con này nó không mẹ nể nang gì bố con nào đâu, đoánh hết. Hớm ạ. Ôi ông ơi, chết rồi. Bóng đen đang bị thối. Cầm 3 cái đèn thôi. Đáng hết đấy, năm này không được mà. Đi mẹ, 51 cái bóng đèn đều thối, chết mẹ. Ôi, để lấy phân rồi. Nhà có nhà nợ chưa? Đây tắm nhà bôi nhà nợ đi cho nó ăn. Ôi, từ. Phân hơn lấy cái thối. Sợ mà lắm mẹ lùng vũ thế này. 139 rồi, ok đủ rồi, mang về đi. Hai giờ nó mất công đi chơi phun của nó. Ra tặng quả đéo đi, quả gì vậy? Con bướm xinh. Riêng ăn như cục quả. Máu. Ông được bay ở cái tổ chim rồi. Tổ chim rồi sao? Đi mẹ sói. Ông ơi, ra đàn bò. Có thịt ăn rồi. Có thịt ăn rồi. Về cái mùa này bò nó đang lên cơn điên. Ui, chán ghê ta. Nó đang mẹ lên cơn điên. À, tuổi dậy thì nó hơi manh động chứ. Hơi khó tính đến ngày ấy, kiểu ấy. Nó đang đẻ. Cầm mưa cái tìm tí gỗ. Ôi mà nhiều thịt. Sao mà nhiều thịt ở ếch thế này. Có dao không? Tí tôi nhận thêm. Đi mẹ. Có đồ ăn cho người không? Có đồ ăn cho người không? Tôi không. Ở đây có thịt ếch thôi. Ông ăn sống thì ăn. Không ăn được thì nghỉ. Mẹ không nhặt thịt ếch bây giờ là thôi hết rồi này. Đơ gì? Thịt ếch mình chả nấu được món nắng không? Nấu được món 20 máu. Nấu được, nó hồi được 40 máu đấy đâu. 40 hay 20 ấy nhỉ? 20. 20 à? Đánh mì ếch thì nó được 20. Thế thì lấy để bui mít bột với cả honey ham. Mẹ đuổi ghê vậy. Ông dụ đi để tôi nhặt. Nhiều đồ ăn này không nhặt phí lắm. Đừng để nó hút tôi nhá. Đi mẹ. À. Ông mang gỗ về nhà đi. Đi. Này nhặt cả phân rồi nhá. À, nhiều đồ ở đây quá. Ôi, đi về. Đau đớn dại nữa. Đi về. Nó thì mẹ toàn bò đến tháng. Thôi không nghĩ lại tôi đâu đi về đâu. Thôi đi về. Tham thì thâm. Vứt gỗ thôi. Ok. Úi dồi ôi, nhiều thế nhỉ. Buôn lậu gỗ. Đi về đúng buôn lậu gỗ. Không phải khi nào anh em bui tút cháp được không nhỉ? Mày cho nó nhanh, đi ra đặt bò này, mẹ ấy quá. Chán rồi. Càng sau nhiều, sói nhiều. Sau ra đặt bò, mẹ cứ phải phụ thuộc vào đặt bò, mệt quá. Ông ơi, làm cùng tôi nhanh này. Đồ gỗ quá. Tôi làm gì? Nhặt gỗ đi, làm 40 cái bốt. Tôi làm 20 cái, ông làm 20 cái. Từ ra nó thì đúng không? Thì tôi nấu đi. Tôi tự túc. Chả nhờ vài thanh niên này cả. Thanh niên này always do alone. Bữa gần giờ mới không có nhờ vải gì hết không hiểu. Gì mẹ. Rồi ok, nhớ mặt nhau đấy. Nhớ mặt nhau đấy. Tôi cũng đang làm việc đúng không ơi. À đi mẹ, mình bị ngu rồi. Dừng đứng cạnh cái này là mình nóng sốt luôn. 66 độ mẹ luôn. Ôi mùa hè mà đứng cạnh cái skill furnace này thì chắc là cái đám người ta là còn xây ở gì à? Thôi mình thẩm mỹ cứ ở giữa xây. Ở giữa cho nó đẹp thôi. 41 rồi. Ok. Tôi sẽ bui cạnh nhà thỏ để nó đánh với nhau với mấy con điện luôn.
Rồi bây giờ ra ếch, à, ra lợn đâu? Đây rồi. Ok phải. Hello mấy anh thỏ. Mày chặt bớt cây đã. Thừa thãi quá. Đuổi nó ra tận ngoài này. Vãi lều. Hài. Cách này thì quái không ơi. Nói thì cũng nói nhiều nhẹn rồi. Đấy ra đây nhặt này. Nó đang đánh nhau ra đây nhặt này. Ui ôi nhiều lắm này. Mẹ. Nhặt cần trước. À, nó ra nó cắn nó chết tươi để gây rồi. Đít mẹ con điện. Đi mẹ. Chạy. À, đi đi. Tôi đang nhặt thịt rồi này. Later đặt later later. Để tôi. Giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi. Đi hết nhá. Chạy mẹ thôi. Ok, nó ngủ, nó đang ngủ, nó đang ngủ. Ôi. Đấy, cắm nhỉ. Ý, mẹ con thỏ, cắn đau vãi. Sorry mấy con thỏ đi. Ờ, đến bùi nhà lợn rồi. Hôm nay tất bật quá, tất bật quá, tất bật quá. Bất tật, tất bật, tất bật, tất quá. Đi mẹ tất bật. Tất bật, tất bật, tất bật, tất bật. Tất bật, tất bật. Cái nói ngọ ngượng ngịu cả mồm đi mẹ. Mệt vãi luôn. Ơ đang mưa à? Ơ vậy giờ mới để ý. Vô khỉ. Đệt mẹ vừa mới. Ôi ôi, Spider Queen nó ra rồi. Sao? Ông ơi, không sao ông ơi, tôi đang xây nhà lợn, nó ra đập nhau rồi này. Mày lắm. Trông một cười vãi cứ đi. Đánh nhau đi các em, đánh nhau đi các em. Năm nhà rồi, đủ năm nhà nữa. Mẹ tầm này thỏ có đồng minh rồi nhá. Sướng chưa? Bọn hôm nay cũng là mất với nhau vậy. Hôm nay... Ý, mấy con chim bay ra. Bực mình. Ôi, xong. Mười cái nhà nhưng mà không thẩm mỹ lắm. Ông ơi, ở đây có nhiều thịt lắm này. Bao nhiêu? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Thịt mẹ Spider Queen. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ôi rồi thỏ ra hiếp dâm nữa, mày đỡ vào mắt nhá. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, xong.
Ông ơi, tôi xong con điện, xong con Queen rồi, à xong con này rồi. Con được 2 tổ. Xong rồi, xong rồi. Kệ mẹ con nợ. Ờ, nhưng mà cái tổ nhện đâu ở đây. Cái gì đâu. Té đây. Ờ, được một nhà nữa à? Tưởng hết rồi. Ông ơi, ra đây nhiều đồ lắm mày. Mày ông ơi, tôi cũng bận lắm này. Ra đây mà dụ đi, không dụ thì... Dụ ông nhặt thịt xong rồi dụ bọn nó là tôi ra nhặt. Có cái mũ nhện, mũ Queen rồi này. Mũ nhện Queen kìa. Nói vào, rồi cứ hết nào. Đã, ông tôi đứng yên rồi. Bên trái. Mặc cái mũ vào làm gì? Bên trái. Bên trái là bên nào? Làm gì? Đi ra đây với tôi nhanh lên. Đấy, từ. Đi. Đây, nhanh lên, nhanh. Đi. Cẩn trước. Đi lên trên, đi dưới làm gì? Chồng à? Không. Gì đây? Chồng xong chưa? Chồng chưa? Mọi tính cái nào? Đừng. Đấy là... vườn. Một vạch cái này. Nghịch ngợm lên ra. Một vạch cái này. Ôi, đến tháng rồi. Mạng đến tháng rồi. Đừng có biết lắm. Được chưa? Xong chưa? Chưa. Cứ ra ngoài. Có biết lắm rồi. Cổ đi. Ra đây. Đeo mũ giáp vào, không có giáp nó vả chết giờ. Rồi mũ giáp vào. Ai bảo. Ra nhặt thịt mà. Thịt ở ngoài. Ô, có thịt đây. Tí mẹ nhìn gì chưa? Ông nhìn thấy gì chưa? Để sáng đi. Đi các bạn. Quên nó đuổi tôi. Đuổi đấy. Ông về nhà đi. Ông nhặt đi. Rồi nhặt đi, tôi đang dụ đây. Nhặt lên. Ơ, đi bèo đi tờ không ơi. Đi bèo nó quay ra đi các bạn. Đuổi mũ vào. Ờ, nó đuổi tôi. Nhặt đi. Nhặt hết đồ đi. Nhanh cả chưa, xong chạy đi. Nó quay lại. Buồn cười vậy. Tôi hết rồi, đi các bạn không lẩy miếng bỏ ra bên đấy đâu. Được chưa? Đi chạy đi. Té. Đây. Ok, đi rồi. Một cười vãi. Đi vào đường cụt rồi. Ok, phải. Cầm đèn đây, cất đồ kìa. À, hết cả thịt rồi này. Có một quả cà rốt không? Cà rốt á? Ờ, hết rồi. Có gói thôi. Uầy. Gì đây? Sao biết dâu rồi đấy? Ôi mẹ còn nhiều dâu lắm, hết thì đéo được. Biết mà mạng của ông bị làm sao trong mạng nó đến ngày. Chắc là có thằng nào ở ngoài ngõ nó bắt được con trai thôi. Tôi đoán thế. Mà tóm lại do ăn ở không ạ? Tôi nghĩ thế. Này thì PVP. PVP ở đây. Giỏi PVP đây. Giỏi PVP đây. Hàn đi ham. Ơ, Trần X nói rồi. Kìa, Trần X tôi nấu hết rồi. Đi mẹ nấu nhạc ấy. Ông nấu cái gì rồi? Ông nấu PROG à? Hay là như nào? Tôi, anh ơi, tôi. Cái món béo thì đúng với máu ấy. À, món trứng cái gì? Quá, PROG. Rồi, anh bạn chúng ta đã quay trở lại game. Và 3 vạch. Yeah. Anh ơi, hôm nay nhà em có 2 vạch thôi. Chạy nhanh lên rồi. Tí nữa mới giảm này. Mày giảm tôi giết ông. Nấu đi, từ nãy giờ. Tụi mẹ lại á. Được à? Hai vạch thế. Ơ, chịu khó đây ông ơi. Hôm nay chỉ farm thôi mà. 1000 binh. Thằng bạn ông bị lag kìa. Không sao, hôm nay chỉ farm thôi, không lo đâu. Hôm nay chỉ có farm thôi nên là không lo lắng vấn đề đâu. Hạch nhện. Té. Được. Mẹ. Ok, fine.
Đây là món thịt rẻ nhất của đời tôi từng ăn. Món thịt chỉ có hai giá tiền 22 đồng. À nhầm, hai máu kia. Ơi mũ này sao bỏ mũ ra? Cái trứng ấy à? Thế trứng nhanh gì? Ai bảo mày có farm đâu mà cháy hết trứng. Đi anh nhẹ đâu? Tôi nát lắm, đánh không được. Ờ nhà quên, tôi cũng đang nát. Ông có một vạch nát lắm rồi. Nát bươm luôn. Với thịt viên mà anh ngoan. Sao đây mẹ trứng với cả ấy lại vứt ở đây đây. Ông ơi có 56 cái tơ nhện nhá. Đi lập tập gì lấy tiền đi ông ơi. Hả cái gì cơ? Đi đập thịt lấy nhện đi. Mình xin. Đập đập nhện lấy thịt đi. Đập thịt lấy nhện đi. Thanh Long này. Thu hoạch cái do ông để, ông đi nấu gì. Tôi thu hoạch luôn này. Xong ông cho chim ăn đi mà nấu cái ông làm cái dragon pie á. À rồi ông tôi còn kéo. Chỉ có mỗi mình không ăn được à, mẹ ghét thế nhở. Tức giận vãi. Lag à? Ba vạch rồi mà. Ừ. Lag. Đấy, mẹ ba vạch mà vẫn lag thế đó nhỉ. Tôi chạy ra chỗ mấy con điện tôi farm điện. 500 binh nhẹ thôi. Vãi luôn, 500 binh. Ba vạch ảo nhỉ. Ba vạch điêu vãi à. Con ông cái đuổi bố hay làm gì? Ông ơi, Bitcoin nó ra rồi này. Ôi mẹ ơi, nhiều tentacle quá. Tôi đéo chơi tentacle đâu, kinh lắm. Đây, mà hiếp dâm, mẹ kinh bó mẹ. Từ nát đi, không có tôi nghe gì. Mẹ trông nó lúc nhau lúc nhúc kìa, kinh không? Ôi ê. Thì tôi mùa không gian gì đi. Vẫn là với mũi. Cái gì cơ? Bảo gì cơ? Nói lại đi. Tí tôi mùa ra đập con đấy. Ôi mới mùa còn lâu lắm. Mẹ cuối mùa còn 9 ngày nữa cơ. Đi mẹ. Á. Đây. Con điện nhận warrior nó ra. Ít. Mình đang ở trong sau huyệt của địch. Thấy ghê. Xem nào. Ở đây có đủ. Mẹ nhà cháu có gì còn toàn cỏ này. Ôi đừng. Nhiều nhện quá, nhiều nhện quá. Bị quỷ Spider Queen nó ra ở đây. Ôi giời ơi. Go. Đuổi dai đấy nhở. Mình có đứng gần cái tổ hiện nó đâu mà tại sao nó lại ra mấy con Spider Wario là sao. Ôi. Giáp quá đi. Ông ơi nó khè với quá ông ạ. Cái gì cơ? Mình có chuyện nó khè liên tục. Tôi quánh đồng đội của nó, đồng loại của nó khè lên tội. À, có một con là dính bẫy ở mình rồi kìa. Ôi, thôi, anh ơi em xin lỗi. Ôi, đông quá. Có người rút. Cái gì ấy ở đâu đấy? À, trong túi. Giờ quá rồi. Đi mẹ 79 con Smith. Sống đến mút chỉ. Đi. Ôi tôi té đây. Mới thịt thôi. Quên mất ở nhà còn một đống túi ấy, mẹ thịt. Thật quá là mình phải đi farm kìa. Thì cả tôi đưa đi nữa ra. Ờ ngoài có mấy con lợn bị con ong chúa giết chết không ạ? À có nhầm, con điện chúa là giết chết. Giờ mới nhớ ra. Cái mũ hiện đừng có đội nhá. Ừ. Mẹ lần trước còn mãi cười mũ nhện, ông cầm ông mẹ đâu. Tôi quỳ. Đổi hỏng mẹ luôn. Nhiều gà chuyện 1, 2, 3, 4, 5, 6 con này. Đâu, tôi xem nào. Ờ, hợp lý.
Tôi nấu ăn đi. Ờ, tôi xem nấu cái gì rồi nào. Nấu món từ cà rốt với trứng. Ờ, perugi thế, ok. Cái món đấy tôi ăn. Ờ, thịt quái đi. Nhưng mà đéo có trứng này. Is. Đấy thịt quái nhiều đấy. Đi đi đuổi trứng từ từ, chỗ này có thịt thối này. Nó chỗ thịt thối ở trước. Đúng cái tên gọi luôn, không chết đói à. Không bao giờ sợ chết đói. Don't stop. Sợ chết. Quá ổn, hai cái tủ lạnh luôn. Nhiều thế. Đâu quá nơi đấy. Sao mình cầm 40 mật ong làm đéo vậy nhỉ?